anh em của Cà phê Liên Minh. Sau 10 năm ra mắt, Liên Minh Huyền Thoại đã trở thành một trong những tựa game hấp dẫn nhất hành tinh và thu hút hơn 100 triệu người chơi mỗi tháng. Và trong số hàng triệu người chơi đó, không có ít các game thủ là nữ giới, những người mang màu sắc riêng từ cho thế giới của những người chơi Liên Minh Huyền Thoại. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Cà phê Liên Minh tìm hiểu top 5 tuyển thủ nữ Liên Minh Huyền Thoại tham gia đấu trường chuyên nghiệp nhé! Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút, thì Cà phê Nhân Phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng Cà phê Nhân Phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Đầu tiên, Chi Chi. Cô là hot streamer Liên Minh Huyền Thoại và cũng từng là nữ game thủ xinh đẹp thuộc biên chế FFQ. Cô tên thật là Đặng Phạm Hương Chi, sinh ngày 8 tháng 6 năm 1994. Không chỉ được cái ái mộ bởi bên ngoài xinh đẹp, Chi Chi còn được anh em game thủ nể phục bởi những kỹ năng thành thạo và điêu luyện, không phải ai cũng có thể làm được. Trước khi làm streamer, Chi Chi với vai trò hỗ trợ đã từng thi đấu tại VCS mùa xuân năm 2017 trong cuộc đối đầu với Cần Thơ Cherry. Giỏi giang là như thế, nhưng vẫn chưa đủ để diễn tả hết tài năng của cô nàng game thủ cá tính này. Ít người biết rằng, Chi Chi đã từng xuất sắc lọt vào top 4 The Face 2017 và trở thành một trong những gương mặt ít ỏi để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả của cuộc thi. Sau hàng loạt thành công tại nhiều cuộc thi sắc đẹp với bộ sưu tập danh hiệu đáng nể 10 Miss Taurus Queen International tại Miss Taurus Queen International, Nữ hoàng trang sức Việt Nam năm 2015, Top 4 The Face Việt Nam 2017, những tưởng Chi Chi sẽ vững bước thăng tiến trong lĩnh vực giải trí. Nhưng cô nàng xinh đẹp đã khiến fan của mình vui mừng khôn xiết khi bất ngờ quay lại công việc stream. Và màn kết hợp phụ đạo cùng hiệu trưởng Tú Sena chỉ là bước khởi đầu cho màn comeback mạnh mẽ của cựu tuyển thủ nữ FFQ tài năng. Với kỹ năng điêu luyện của cựu game thủ chuyên nghiệp, nhan sắc chim sa cá lặn của mỹ nhân từng đạt được nhiều giải thưởng sắc đẹp, hay sự hài hước, thông minh nhưng cũng không hề kém phần lầy lội. Chắc chắn, Chi Chi sẽ trở thành cái tên siêu hot bạn không thể bỏ qua nếu đang tìm kiếm những giây phút giải trí đầy thư giãn trên sóng stream. Remila. Game thủ nữ tiếp theo là Remila, cô tên thật là Maria Kribling, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1995. Vào năm 2016, cô là tuyển thủ hỗ trợ chính thức của Renegade thi đấu tại LCS Bắc Mỹ. Và cô cũng trở thành tuyển thủ nữ Liên Minh Huyền Thoại đầu tiên thi đấu tại giải đấu cao nhất của Bắc Mỹ. Cô cực kỳ nổi tiếng với Threat, cô nàng này luôn được coi là must like phiên bản nữ và cô đã leo đến bậc thách đấu của máy chủ Bắc Mỹ. Trước đó, vào năm 2015, với những cái tên chất lượng trong đội hình như Alex, Hermes, Clump, tất nhiên là sự đóng góp không hề nhỏ của Remila đã giúp cho Renegades giành chức vô địch NA Challenger Series mùa hè 2015 khi họ đã lần lượt vượt qua các đối thủ như Team Imagine hay Team Course, để qua đó trở thành đội đầu tiên có thành viên nữ thi đấu chuyên nghiệp vô địch của giải đấu do Riot tổ chức. Và trong lần đầu tiên được hít thở bầu không khí tại LCS, cô đã thi đấu không thật sự thành công và đội tuyển Renegade của cô đã kết thúc giai đoạn mùa xuân năm 2016 với vị trí thứ 8 cùng thành tích 5 thắng 13 thua. Sau đó, Remila chuyển sang thi đấu trong màu áo Cal Latin Gamer vào năm 2017. Trước khi tiếp tục hành trình thi đấu chuyên nghiệp ở nhiều đội tuyển tại Bắc Mỹ trong năm 2019 này. Tuy nhiên, một tin gây sốc cho cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Mới đây, Remila đã đột ngột qua đời ở tuổi 24 tại nhà riêng. Được biết, nhằm thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất, gia đình Remila đã quyết định không công bố bất kỳ thông tin nào về cái chết của cô. Tuy nhiên, cộng đồng game thủ không thể không chú ý đến việc trước khi qua đời, Remila đã đăng nhiều bài viết có trạng thái tiêu cực và nhiều ý kiến cho rằng cô đã chọn cách ra đi do bị căn bệnh trầm cảm hành hạ. Bạn trai của Remila sau đó cũng đã đăng tweet xác nhận thông tin về cái chết của bạn gái. Anh cho biết, cả hai em chỉ mới quen nhau được 4 tháng, nhưng trong mắt anh, Remila luôn là cô gái tuyệt vời nhất trên thế gian. Bạn gái Maria của tôi đã qua đời vào đêm qua. Có lẽ cô ấy sẽ không muốn bất kỳ một thông tin dài dòng nào được công khai. Vậy nên, tất cả những gì tôi có thể nói là trong 4 tháng quen biết nhau, cô ấy luôn là người tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời của tôi. Và mặc dù cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế, quen biết cô ấy dù chỉ trong thời gian ngắn chính là một đặc ân mà tôi đã nhận được. RIP Maria, anh yêu em. Năm cô gái của Vivid Airport. Nếu ba người con gái xinh đẹp trên chưa đủ khiến anh em hài lòng, thì ngay bây giờ Cà phê Liên Minh sẽ giới thiệu đến các anh em nguyên một team toàn nữ thi đấu tại giải đấu chuyên nghiệp khu vực CIS.
đó chính là đội tuyển Velvetis Airport. Đội hình toàn nữ này có tất cả người chơi đều là những tân binh chưa từng tham dự thi đấu chuyên nghiệp. Người đi rừng của đội là Adam Merrill Karayan, hạng là kim cương 3 ở xếp hạng đơn, trong khi người đi đường giữa Elena Violet Farikova ở kim cương 4, cô nàng hỗ trợ Natalia Ankozhenko xếp hạng bạch kim 1 của máy chủ Đông Âu. Năm 2019, Velvetis Airport đã thay đổi toàn bộ đội hình và giúp đội tuyển này vượt qua vòng thăng hạng bằng 5 tuyển thủ nữ kể trên. Với đội hình toàn nữ mới toanh, Velvetis Airport là đội tuyển liên minh huyền thoại đầu tiên trên thế giới sử dụng đội hình toàn nữ để tham gia một giải đấu chuyên nghiệp của Riot Games. Thực chất, việc Velvetis Airport công bố đội hình gồm 5 tuyển thủ nữ là động thái đáp trả kế hoạch hủy bỏ giải đấu LCL của Riot Games và thành lập một giải đấu theo hình thức chuyển nhượng thương mại như LPL, LCS và LEC. Và theo như các tin đồn thì LCL sẽ chuyển sang hình thức nhượng quyền thương mại vào năm 2020 và các đội tuyển tham dự LCL năm 2019 sẽ không bị xuống hạng. Do đó, việc Velvetis Airport sử dụng một đội hình toàn nữ cũng là cách để đội tuyển Liên minh huyền thoại này quảng bá thương hiệu và giúp các tuyển thủ nữ có cơ hội được tham gia đấu trường chuyên nghiệp trong khi không có rủi ro bị xuống hạng. Và kết quả của đội tuyển này tại LCL 2019 là 28 trận thua liên tiếp bao gồm cả giai đoạn mùa xuân và mùa hè. Dù không phải xuống hạng, nhưng chắc chắn họ sẽ phải có sự thay đổi nếu không muốn đứng trước bảng xếp hạng mãi mãi. Còn với 5 cô gái xinh đẹp thì họ đã có những trải nghiệm quý báu tại một giải đấu chuyên nghiệp. Và cuối cùng là một tuyển thủ nữ thi đấu tại Brazil, đó chính là nữ tuyển thủ 17 tuổi Yulia Mayumi Nakamura thi đấu ở vị trí hỗ trợ của đội tuyển Intercept Airport. Cô có một nhan sắc rất nóng bỏng và nét đẹp dạng người, pha trộn giữa Nhật Bản và Latin. Mayumi được ban lãnh đạo ITZ thống nhất đưa vào danh sách đăng ký thi đấu tại giải đấu Superliga ABCDE 2019, giải đấu tiền mùa giải của khu vực CBLOL. Trước đó, cô nàng từng được biết đến như một thành viên của ITZ nhưng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực stream. Mayumi ra mắt đấu trường chuyên nghiệp trong trận đấu thuộc vòng 4 giải đấu Superliga ABCDE 2019. Khi ITZ Airport đối đầu với Uppercut Airport và ngay trong ván đấu mở bàn, nữ tuyển thủ hỗ trợ này đã gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ khi có màn trình diễn tuyệt vời với vị tướng Nautilus, đạt chỉ số KDA 1-0-15 và giúp ITZ vươn lên dẫn trước 1-0. Mặc dù sau đó ITZ đã để thua ngược với tỷ số 1-2, nhưng bản thân Mayumi vẫn được đánh giá rất cao bởi màn trình diễn ấn tượng của mình. Không có nhiều tuyển thủ nữ đủ tự tin để sử dụng liên tục những vị tướng mang thiên hướng mở giao tranh như Nautilus hay Leona, nhưng Mayumi có vẻ như rất ưa chuộng những vị tướng này. Thậm chí, cô đã cho thấy một lối chơi hổ báo, quyết đoán và táo bạo, một sự khác biệt vô cùng lớn so với phần đông những game thủ nữ khác. Và chắc chắn, ở thời điểm hiện tại, Mayumi đã trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất bởi nhan sắc và kỹ năng chơi game đều đạt mức hoàn hảo. Hy vọng rằng cô nàng sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với ITZ trong mùa giải 2020 sắp tới. Và vừa rồi là top những mỹ nhân đã và đang thi đấu Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Mỗi người đều có một nét đẹp riêng, một cá tính riêng, nhưng chung quy lại họ đã rất dũng cảm khi thể hiện mình ở môi trường thi đấu chuyên nghiệp, vốn dĩ chỉ dành cho nam giới. Và cuối cùng, anh em sau khi xem xong video này có suy nghĩ thế nào? Hãy để lại comment bên dưới để cho Cà phê Liên minh được biết nhé! Và cũng đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí đấy ạ! Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo!